Nhá, hai chú cháu tôi lại tiếp tục quay ở cái khu này nhá. Đây này, cái đây thôi 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 phấn đấu cho đầy cái thùng sơn này nhá. Đây, nó cầm này. Nổ máy. Ui ui ui. Ôi con gì cày, bắt chưa là chết hết. Con này ra phát đầu rồi. Đồ em ơi. Đồ em trang miệng các bạn nhá. Đây nha các bạn đây. Hai em này. Ôi trời ơi. Đấy. Đục quá. Mày không chạy mất. Chưa đưa. Không chạy mất. Yếu nhỉ. Qua sạc không được. Đây, cô ta. Ê các bạn nha, thấy tôi hướng siêu không? Cứ đứng đấy. Đây các bạn đây. Ai? Các bạn nha, chê, ôi, chê vàng ươm. Các bạn nhìn em cá chép này. Đấy. Bỏ phí quá. Con túi bé nhỉ. Chứ được con nào. Túi các bạn. Ôi trời ơi, mất một con. Là mệt quá các bạn. Thì nhỏ lắm. Vất bàn đấy. Phải sang. À con tép to ai. Bỏ. Vất đấy.
Bên mà. Ủa, em phi nó khoảng cái túi mà. Nè, cắm thắt dài xin vào thích. Thủ quá các bạn. Vãi linh hồn. Đấy, toàn chuối này thôi. Thôi được quá, làm mớ to rồi, thôi. Đi chuối con. Bạn nhé, chuối nhé, toàn chuối. Úi giời. Mà các bạn không nói được xin rồi. Không có con sột là to rồi. Chết đập đầu đá. Đéo chết đâu. Đấy, lỗi mẹ chuối lên đầu. Đấy, đấy, đằng sau ấy. Bên đây này, bên cạnh sườn mày. Bên cạnh sườn này, chỗ giữa, đến đít đấy. Lỗi trắng phách đây này.
dụ to rồi nhỉ? To khả năng phi lên hết rồi. Ui, đập. Bóp phát. Sao cá dọn bé chết nhỉ? Tuổi sâu lắm, cái này máy cạn còn khướt, lộn mất rồi. Sộp to cả lăng điện mạnh lên hết. Đấy đấy, ngay đầu vật đấy, trắng tinh luôn đấy. Đầu vật bên tay này, trái này. Mo mo mo. Chỗ đây, chỗ này này, đây đây chỗ đầu vào đây, đây chỗ đây có con đây, lối vô chạy đéo, cay xuống rồi. Ê. Ui giời, đúng xô. Ôi. Thôi thôi thôi.
Em thấy đâu? Ở đây. Mất cái đấy chứ. Tí tỏi mất con chê các bạn. Chưa đây, dù vạt chết đây. Ở đây nó cũng mát. Ui. Cày mẹ hết. Đéo đéo có cá to sót. Sót con nào ẵng lên được. Đây các bạn nhé, đây cả buổi sáng hôm nay này, đi tầm 2 tiếng rồi, tầm 2 tiếng được cái này đấy các bạn, đấy, chỉ được thế này thôi, đây, giết các bạn nhìn, giết cuối không, có ít thế nhỉ, thôi các bạn nhé, đấy. Bạn thích cái video cá này là dưới sộp này nhá, nhớ like và subscribe mình nhé. Ôi sao nó gầy thế nhỉ. Đấy, cái kê này. Đấy, hai kê, hai em kê bằng ươm. Đấy, mình cho bạn xem này, nhìn cái kê này. Đấy, giết chả bá. Rồi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.